đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp điện thông suốt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng là mục tiêu mà ngành điện luôn hướng tới. Đặc biệt là trong những thời điểm nắng nóng, khi bước vào mùa mưa bão năm 2021. Đầu tư sửa chữa lớn. Kiểm tra các thiết bị trên lưới. Vệ sinh an toàn lưới điện tại các trạm biến áp. Những công việc này đã và đang được khẩn trương thực hiện tại tất cả các đơn vị điện lực huyện, thành phố với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, mang lại sự hài lòng và tin cậy cho khách hàng sử dụng. Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường dây, trạm biến áp và hệ thống tiếp điện, củng cố các điểm xung yếu trên lưới điện, phát quang hành lang tuyến và kịp thời thay thế đường dây quá tải, luôn được các cán bộ Điện lực Yên Sơn quan tâm thực hiện, đặc biệt là trước khi mùa mưa bão đến. Chuẩn bị cho mùa nắng nóng và mùa mưa bão tới thì đã thực hiện được những cái nhiệm vụ là thay những dây của các trạm biến áp quá tải và cũ nát để đảm bảo an toàn điện cho bà con phục vụ mùa nắng nóng, và triển khai lập kế hoạch hoán đổi các máy biến áp quá tải để đảm bảo vận hành an toàn trong công tác vận hành phục vụ điện cho bà con nhân dân. Điện lực Yên Sơn hiện đang cung cấp điện cho gần 50.000 khách hàng. Để đảm bảo an toàn lưới điện, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức xây dựng, triển khai các phương án phòng chống lụt bão trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương và thành lập các tiểu ban phòng chống lụt bão, các tổ xung kích tại chỗ. Tích cực kiểm tra nguồn, lưới điện, hành lang an toàn lưới điện để phát hiện và khắc phục những điểm xung yếu. Đồng thời, Điện lực Yên Sơn cũng liên hệ chặt chẽ với địa phương để triển khai kịp thời công tác phòng chống thiên tai và hỗ trợ tham gia ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Năm 2020 vừa qua thì cũng đã thời tiết cực đoan xảy ra trên địa bàn huyện Sơn, nên cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến lưới điện và tình hình cấp điện của khu vực. Thì trong năm 2021 thì Ban giám đốc Điện lực Yên Sơn đã thống nhất và đưa ra cái nghị quyết để thực hiện để làm sao mà giảm thiểu cái sự cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì để thực hiện cái giải pháp này thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã triển khai cho các bộ phận phòng kế hoạch kỹ thuật lập các cái phương án liên quan đến những cái trạm lộ đường dây mà có xuất sự cố cao và xử lý các cái tồn tại khiếm khuyết trên đường dây, và cũng lắp đặt bổ sung thêm máy cắt để phục vụ cho công tác khoanh vùng xử lý sự cố làm sao mà cho nó nhanh nhất và cũng đảm bảo cấp điện khi thời tiết nó có diễn biến chuyển biến phức tạp. Còn tại Điện lực Sơn Dương, công tác đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão cũng đang được đơn vị gấp rút triển khai. Là huyện có địa bàn rộng, dân cư đông, trên địa bàn có các khu công nghiệp, khu chế xuất như khu công nghiệp Sơn Nam, cụm công nghiệp Phúc Ứng, An Hòa, Hào Phú, điểm công nghiệp Độc Lập, Măng Ngọt. Phụ tải có tốc độ phát triển thường xuyên trên 10% trên năm, cả ở khu vực điện sinh hoạt và sản xuất. Với nhu cầu sử dụng điện lớn, Công ty Điện lực tỉnh và Điện lực Sơn Dương luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, lấy mục tiêu khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Trên địa bàn huyện, hiện có một trạm biến áp trung gian 35 trên 10 kV, gần 400 trạm biến áp phân phối, cung cấp điện cho trên 24.000 khách hàng. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn lưới điện được đặc biệt quan tâm. Địa bàn huyện Sơn Dương với lưới điện trải dài gần 400 km đường dây 35, hơn 60 km đường dây 10 kV. Thì trước khi vào đầu mưa bão thì năm nào chúng tôi cũng triển khai là thí nghiệm định kỳ, rà soát các cái khiếm khuyết trên lưới điện và triển khai các cái biện pháp khắc phục. Và trong mùa mưa bão năm 2021 thì chúng tôi đã triển khai các cái đưa vào các cái công trình chống quá tải lưới điện.
cũng như là bổ sung các cái vị trí xung yếu, bổ sung tiếp địa của các trạm biến áp. Thì đến giờ phút này thì cái việc chuẩn bị cho mùa mưa bão là cũng đã hoàn tất. Thì trong thời gian tới là chúng tôi tập trung xử lý cái hành lang lưới điện để làm sao đảm bảo cái cung cấp điện an toàn liên tục trên địa bàn trong cái mùa mưa bão năm 2021. Tại điện lực các huyện, thành phố, cùng với việc đầu tư các thiết bị hiện đại, nâng công suất tại các trạm biến áp, các tổ đội kỹ thuật cũng đang tiến hành kiểm tra các thiết bị trên lưới, tiến hành vệ sinh công nghiệp tại các trạm biến áp, tổ chức phát dọn hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ khách hàng, đặc biệt là trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Lên phương án cụ thể, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực, sẵn sàng cấp điện an toàn ngay cả khi thời tiết có những diễn biến xấu nhất. Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão, đặc biệt là đối với địa bàn hiện được huyện Chiêm Hóa quản lý là nằm trên trải dài trên các sườn núi, các đồi cao và đặc biệt đi qua các đồi lâm trường của công ty lâm nghiệp, thì để đảm bảo cái đường dây vận hành an toàn ổn định thì điện lực Chiêm Hóa chúng tôi đã lên kế hoạch giao chi tiết đến từng tổ công tác, từng nhóm công nhân nhận khoán đi phát dọn hành lang tuyến đường dây 35 kV và trạm biến áp, tuyên truyền đối với các hộ dân, đặc biệt có những hộ gia đình có những cây nằm trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống lưới điện. Điện lực Chiêm Hóa tiếp tục có những công văn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tuyên truyền triển khai đến các xã, thôn bản để nhằm mục đích tuyên truyền về cái bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, nhất là trong những mùa mưa bão này. Quản lý trên địa bàn hai huyện Na Hang và Lâm Bình, điện lực Na Hang đang khắc phục những khó khăn do địa bàn rộng, dân cư không tập trung, địa hình đồi núi phức tạp, nguy cơ dông lốc sét luôn tiềm ẩn. Do vậy, ngay khi bước vào mùa mưa bão, điện lực Na Hang đã tập trung xử lý những khiếm khuyết trên đường dây, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, chuẩn bị nhân lực, vật lực tại chỗ để kịp thời ứng phó khi có sự cố về điện. Thời điểm này, các cán bộ, công nhân ngành điện thường xuyên có mặt tại các xã để thực hiện sửa chữa, nâng cấp, phát tuyến nhằm hạn chế tối đa các sự cố và tai nạn điện xảy ra. Mùa hè cũng là thời điểm thường xuất hiện những cơn dông lốc mạnh. Vì vậy, để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Điện lực thành phố Tuyên Quang cũng đã có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo quản lý các công trình đường dây, trạm biến áp và các thiết bị trên lưới điện. Thường xuyên kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện sự cố trên các đường dây, trạm biến áp và hệ thống tiếp điện, củng cố các điểm xung yếu trên lưới. Tiến hành phát quang hành lang tuyến, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, thay thế đường dây quá tải nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho nhân dân trên địa bàn. Thực hiện các cái phương án phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão và trong mùa mưa bão cũng như là mùa nắng nóng, thì điện lực thành phố ngay từ đầu năm cũng đã thực hiện rất là nhiều các giải pháp cũng như các phương án để mà làm sao để cấp điện an toàn ổn định cho nhân dân. Ngoài ra thì chúng tôi thực hiện những cái việc như là thực hiện 5S trên lưới điện. 5S trên lưới điện có nghĩa là chúng tôi thực hiện bó gọn các cái cáp viễn thông cũng như là cáp điện lực gọn gàng mà để phòng chống cháy nổ cũng như là thực hiện đảm bảo cung điện an toàn hơn. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi thực hiện thay các cái công tơ định kỳ và những cái thực hiện lắp các cái đo xa rồi thì đọc xa thì để thuận tiện hơn trong công tác quản lý vận hành. Với đặc thù về địa hình, điều kiện tự nhiên của một tỉnh miền núi như Tuyên Quang, ngay từ đầu năm, công ty Điện lực Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch, phương án chủ động ứng phó kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra, tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, trong đó có đề cập đến tình huống sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho lưới điện phục vụ khách hàng. Ngành điện cũng đã quán triệt và thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng để kịp thời xử lý khi có sự cố, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các công trình điện, tiến hành khắc phục nhanh nhất những sự cố trên lưới, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cho khách hàng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công ty đã xây dựng kế hoạch, lập phương án, căn cứ vào diễn biến thiên tai
để tổ chức duy trì cấp điện, cắt điện theo từng khu vực. Để đảm bảo an toàn, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, phụ tải ưu tiên theo đúng quy định. Đặc biệt, khi có tình huống xảy ra thiên tai bão lũ, các đơn vị ứng cứu của điện lực sẽ phối hợp với địa phương để kịp thời ứng phó, khắc phục, duy trì chế độ trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh nhất. Công ty Điện lực Tuyên Quang đề ra một loạt giải pháp. Thứ nhất thì chúng tôi thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Thứ hai là xây dựng một cái chương trình phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Thứ ba là chúng tôi triển khai một loạt các cái giải pháp củng cố những cái vị trí mà có nguy cơ bị sạt lở, tổ chức diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, rồi là diễn tập về an toàn. Bằng những cái biện pháp như vậy thì chúng tôi hy vọng rằng trong mùa mưa bão năm 2021 chúng tôi sẽ đảm bảo cấp điện an toàn liên tục. Chỉ tính trong 2 năm 2019-2020, công ty Điện lực tỉnh đã dành kinh phí gần 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống thiên tai của đơn vị. Năm 2021, trước những dự báo về hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ có nắng nóng kéo dài và xuất hiện những đợt dông lốc. Do vậy, nguy cơ mất an toàn cho lưới điện là rất cao. Do vậy, công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo duy trì cung cấp điện kịp thời và an toàn cho nhân dân. Chúng tôi đã rà soát hàng một loạt các trạm biến áp mà hiện nay là đang đầy tải và có khả năng quá tải trong các mùa mưa bão. Thì và đặc biệt là trong những mùa nắng nóng thì chúng tôi đã triển khai việc thay thế hoán đổi các máy biến áp. Trong giai đoạn đầu năm thì chúng tôi đã chuyển đổi và nâng công suất được hơn 50 trạm biến áp để phục vụ cho mùa nắng nóng. Trong cái quý 1 thì chúng tôi đã đưa một loạt các cái công trình xây dựng cơ bản và hoàn thành các cái công trình sửa chữa lớn để đáp ứng được cái nhu cầu về phụ tải trong mùa nắng nóng. Với mạng lưới trên 2.400 km đường dây 110 kV và đường dây trung áp, trên 1.300 trạm biến áp, tổng công suất trên 556.000 kV-ampe, cấp điện cho trên 254.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Nhận thức được tầm quan trọng của điện đối với sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong những ngày chuẩn bị sắp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành điện đang tập trung cao độ, chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án sẵn sàng cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ sự kiện trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của non sông.